chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những tiên tri từ các quan sát viên nhà phân tích và nhà lãnh đạo trong cả trung quốc và phương tây về những sự kiện có thể định hình tương lai gần những biến động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta và cách chúng ta có thể chuẩn bị cho những thách thức và cơ hội tới Trước khi chúng ta bước vào việc khám phá những dự đoán và tiên tri về các sự kiện lớn trong giai đoạn 2024-2025, hãy dừng lại một chút để suy ngẫm về những khả năng, những biến động và những triển vọng mà năm mới mang lại. Năm 2024 sẽ không chỉ là một thời điểm quan trọng với nhiều biến động trên toàn cầu mà còn là cơ hội để chúng ta hiểu rõ hơn về những diễn biến vĩ mô chính trị và xã hội đang hình thành trên khắp thế giới hãy cùng nhau khám phá những tiên tri những suy luận và những quan điểm đa chiều để hiểu rõ hơn về tương lai mà chúng ta sẽ đối mặt đồng hành cùng chúng tôi để bắt đầu hành trình khám phá những tiên tri sự kiện lớn trong giai đoạn năm 2024-2025. Tiên tri từ cổ trí kim đều coi hai năm này là quan trọng và hung hiểm nhất. Năm 2024 vừa mới đến sẽ như thế nào? Nhà dự ngôn thông minh người Anh Craig Hamilton Parker hiện được giới truyền thông mệnh danh là Notre Dame mới ông được coi là một nhà dự ngôn bi quan nhưng phải nói rằng một số dự ngôn của ông chính xác đến mức khiến người ta dựng tóc gáy chẳng hạn như ông từng dự đoán chính xác rằng virus covid sẽ càn quét cả thế giới điều này cũng cho phép ông tiến vào tầm mắt của đại chúng ông parker có thói quen đưa ra dự đoán về những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong năm mới vào cuối hoặc đầu mỗi năm Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Vào cuối năm 2023, ngày 4 tháng 11, một dự đoán trọng đại về tương lai toàn cầu đã được đưa ra. Nếu sự ngôn đó trở thành sự thật thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới. Có thể kể đến Trung Quốc sẽ chia thành các nước nhỏ, sự trỗi dậy của Ấn Độ, chiến tranh nga ukraine xung đột Israel-Hamas vân vân. Châu Âu 2024 ông Parker lần đầu tiên giữ ngôn về châu Âu. Ông cho rằng sau năm 2024 vẫn sẽ có một lượng lớn người nhập cư vào châu Âu. Điều này sẽ gây ra tình trạng bất ổn xã hội ở châu Âu. Vấn đề di dân sẽ là tin tức chủ đạo trong năm 2024, cho đến khi châu Âu thay đổi chính sách cho phép tự do di chuyển. Do đó sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn trong chính sách cực hữu chính sách xã hội chủ nghĩa ở châu Âu sẽ chuyển biến theo hướng khôi phục giá trị quan truyền thống. Thêm vào đó là viễn cảnh bạo lực đường phố xảy ra nhiều hơn trên khắp châu Âu. Văn hóa được coi là thất bại ở Pháp, Đức, đôi khi ở Thụy Điển, rơi vào tình trạng vô chính phủ hoàn toàn. Vào năm 2024, chủ nghĩa khủng bố sẽ gia tăng ở châu Âu, luật pháp và trật tự sẽ xuất hiện băng hoại ở một số khu vực của Pháp, Thụy Điển và Đức, những nơi sẽ bị chủ nghĩa khủng bố tấn công. Thế vận hội mùa hè 2004 ở Paris sẽ hứng chịu nhiều cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo và các vận động viên chuyển giới sẽ không được phép tham gia thế vận hội. Về lâu dài, Liên minh châu Âu sẽ tàn giá, ngay cả khi điều đó không nhất thiết phải xảy ra vào năm 2004 nhưng cuối cùng sẽ thành một liên minh phía Đông do Đức làm trung tâm và một liên minh phía Tây do Pháp làm trung tâm, cũng như một Liên Hợp hội Bắc Âu. Nền kinh tế châu Âu sẽ tiếp tục suy thoái vào năm 2024 và đồng tiền châu Âu sẽ suy yếu. Năm 2024 tại Ấn Độ, Parker dự đoán rằng Ấn Độ sẽ bắt đầu nổi lên trên trường thế giới trong tương lai không xa ấn độ sẽ từng bước mở rộng biên giới và trở thành một trong những quốc gia có ảnh hưởng nhất trên thế giới có ảnh hưởng rất tích cực đến tương lai của thế giới khi mối quan hệ giữa nga và trung quốc càng ngày càng sâu sắc quay lưng với lợi ích của ấn độ ấn độ sẽ chia tay nga ngừng mua vũ khí và thiết bị quốc phòng từ nga sau đó quay sang phương tây để thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với mỹ châu âu và mỹ và anh Ấn Độ sẽ phát sinh nhiều tranh chấp với Trung Quốc và Nga về Pakistan vào năm 2004, nhưng Parker không nghĩ rằng một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ xảy ra. Ông Modi sẽ vẫn là nhà lãnh đạo đất nước, sẽ có lũ lụt lớn ở Pakistan và bất chấp những khác biệt về chính trị, Ấn Độ vẫn đang giúp đỡ Pakistan về lâu dài Ấn Độ và Pakistan sẽ lại trở thành bạn bè và cuối cùng sẽ hợp nhất mặc dù điều này không nhất thiết phải xảy ra vào năm 2004 năm 2004 tại Trung Quốc đối với Trung Quốc Parker đã dự đoán điều này thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ sụp đổ nghiêm trọng nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái và sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới baker nhận thấy nền kinh tế của nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt với những thời điểm khá khó khăn trong tương lai đặc biệt là khi nhiều vụ tham nhũng chính trị liên quan đến trung quốc đã bị vạch trần liên quan đến hối lộ ở châu âu canada úc châu phi và những nơi khác trong đó ngay cả thủ tướng canada trudeau tổng thống mỹ biden cũng bị cuốn vào tất cả những điều này sẽ bị vạch trần ông tập cận bình sẽ sinh bệnh Bệnh tình nguy kịch của ông được giấu kín. Tại Trung Quốc sẽ phát sinh một cuộc cách mạng thứ hai mà Parker tin rằng có liên quan đến căn bệnh của ông Tập Cận Bình. Những bất đồng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng có khả năng sẽ gây ra tình trạng bất ổn đủ để lật đổ ông ta. Nhưng Parker không nghĩ ông ta sẽ chết. Cuối cùng, Trung Quốc sẽ chứng kiến sự kết thúc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện thực nền dân chủ về thời gian cũng có thể trong tương lai xa hơn năm 2024. Trung Quốc sẽ chia tách chẳng hạn như độc lập cho Tây Tạng, độc lập cho Hồng Kông giống như cách châu Âu vận hành ngày nay như một liên minh thân thiện giữa các quốc gia. Căng thẳng gia tăng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở vùng lãnh hải của Philippines. Điều này sẽ trở thành vấn đề lớn vào năm 2024. Các quốc gia khác cũng sẽ tham gia, trong đó quân đội Australia sẽ tiến vào Philippines. Ngoài ra, đảng cộng sản Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào phương tây, có thể gây thiệt hại cho hệ thống ngân hàng và ảnh hưởng đến sự vận hành chỉnh thể của internet. Vấn đề Đài Loan năm 2024, bà cờ trước đó đã dự đoán chiến tranh eo biển Đài Loan sẽ xảy ra vào tháng 10 năm 2023 nhưng ông hiện tại vẫn tin rằng điều đó có khả năng sẽ phát sinh. Có thể ông đã đoán sai thời điểm, cũng có thể xảy ra vào khoảng tháng 10 năm 2004, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Mỹ. Tương lai sẽ có một thời gian vô cùng hỗn loạn. Chiến tranh Nga-Ukraine năm 2004 và cuộc bầu cử Mỹ Về cuộc chiến Nga-Ukraine, bà Cơ dự đoán sẽ tiếp tục và đi vào bế tắc. Tình trạng này có thể kéo dài sẽ là một cuộc chiến tranh tiêu hao liên tục. Năm 2025, Nga sẽ trả lại một phần đất cho Ukraine, nhưng không phải toàn bộ. Parker cũng dự đoán rằng Putin sẽ sớm qua đời, nói rằng tôi cảm thấy dường như cái chết của ông ấy sắp xảy ra. Chúng ta sẽ nghe về cơn đau tim của ông ấy phát tác. Cái chết của Putin có thể là một bước ngoặt là thời khắc mọi chuyện kết thúc và toàn bộ tình thế phát sinh biến hóa về bầu cử Mỹ, hacker dự đoán Trump sẽ thắng cử và ông sẽ có một nữ phó tổng thống, nhờ đó nhận được sự ủng hộ từ các cử tri nữ và cử tri cấp trung. Ông Biden sẽ bị miễn chức vào đêm trước của bầu cử. Barker đoán trước rằng điều này có thể liên quan đến bệnh tật. Barker nói: "Tôi đã nhìn thấy ông ấy giống như đang ở thời khắc cuối cùng, bị khiêng ra khỏi sân khấu." tôi cảm thụ Phó Tổng thống Harris sẽ nắm quyền, sau đó lao vào tìm kiếm ứng viên mới. Thật kỳ lạ là Parker cũng nhìn thấy chính quyền Biden sẽ thực hiện một số hình thức ân xá cho những người sáng lập Wikileaks là Julian Paul astan và Edward Joseph Sheldon, Liên minh mới Trung Nga và xung đột Israel-Hamas năm 2004. Trong Liên minh Trung Nga mới, Trung Quốc và Nga là thành viên chính, Triều Tiên sẽ tham gia Liên minh này và iran cũng là một bộ phận của liên minh nguy hiểm này tehran cũng là hắc thủ đứng đằng sau nhiều sự kiện ở trung đông nga sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ quân sự của trung quốc và cũng sẽ cung cấp cho bắc kinh một số công nghệ quân sự như công nghệ hàng không vũ trụ và hệ thống quân sự trung quốc và nga sẽ sử dụng điều này để hợp tác cùng nhau nhằm phá bỏ trật tự thế giới do phương tây chủ đạo đây sẽ là tiến hành theo nhiều cách và liên quan đến lượng tiền lớn. Các cuộc chiến tranh hiện đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông đều liên quan đến bối cảnh chung này. Bà cờ trước đây đã dự đoán rằng xung đột Israel-Hamas sẽ leo thang, Iran sẽ chịu trách nhiệm trang bị vũ khí cho Hamas và Hezbollah ở Lebanon. cờ hiện đang gia tăng dự đoán của mình rằng Nga sẽ cung cấp công nghệ tên lửa mới, chẳng hạn như chuyển qua Iran tới Lebanon và thậm chí là bờ Tây tiến một bước đẩy Israel vào vung lầy chiến tranh. Trên đây là dự ngôn mới nhất của Parker cho năm 2024. Dự ngôn đó có chính xác hay không chỉ có thể được kiểm chứng theo thời gian. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Những dự ngôn năm nào cũng được đưa ra. Năm nào cũng không giống nhau, nhưng điều khiến người ta khó lý giải là làm thế nào mà các nhà dự ngôn cách đây nhiều thập kỷ, hoặc thậm chí nhiều thế kỷ lại dự đoán cùng một sự kiện một cách nhất quán đến vậy. Nhà dự ngôn dưới đây cũng để lại những tiên đoán về năm 2004. Nhà tiên tri mù Van Ga dự đoán năm 2004. Tôi tin rằng mọi người đều quen thuộc với nhà tiên tri mù Papa Van Ga bà bị mất thị lực một cách bí ẩn trong một cơn bão lớn năm 12 tuổi. Khi gia đình bà tìm được bà đang hấp hối, họ phát hiện đôi mắt của bà đã bị bùn che phủ dày đặc mà mất đi ánh sáng. Nhưng sau khi mất thị lực, bà lại bất ngờ có được siêu năng lực dự chi tương lai. Theo báo cáo trên tờ Mirror của anh, bà Baba Vanga từng đưa ra 7 dự ngôn về năm 2004. Dự ngôn đầu tiên là Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bị ám sát và nêu cụ thể rằng chính người Nga đã làm việc đó. Điều này dường như trùng khớp với dự đoán của Parker rằng ông Putin sẽ sớm qua đời. Cũng trùng đọc với nhau là hai dự ngôn khác của bà Baba Farga. Bà dự đoán những kẻ khủng bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn ở châu Âu vào năm 2004, gây ra các vụ tấn công khủng bố thường xuyên ở châu Âu bà dự đoán rằng sẽ có sự gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở tầng quan trọng như lưới điện và nhà máy xử lý nước, và những hành động này có thể dẫn đến sự tan phá và hỗn loạn trên diện rộng, thậm chí đe dọa an ninh quốc gia. Trong khi Baba Vanga không đưa tên quốc gia chịu trách nhiệm thì Parker chỉ thẳng vào quốc gia đó. Ông dự đoán Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào phương Tây có thể phá hủy hệ thống ngân hàng và ảnh hưởng đến sự vận hành trình thể của mạng Internet. Ngoài hai dự đoán rất nhất quán trên, bà, bà Vanga còn đưa ra bốn dự ngôn khác. Bà dự đoán sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn vào năm 2024, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, chuyển dịch quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông. Sẽ có những sự kiện khí hậu và thiên tai khủng khiếp vào năm 2024 sẽ có một cuộc cách mạng công nghệ điện toán lượng tử sẽ tạo ra những đột phá lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ phát triển hơn nữa. Trong lĩnh vực y tế, bà dự đoán rằng đến năm 2024, các bệnh nan y, trong đó có bệnh Alzheimer, sẽ xuất hiện phương pháp điều trị mới và bệnh ung thư sẽ được chữa khỏi. Notre Dame dự ngôn năm 2004 Mọi người đều biết rằng dự ngôn của nhà tiên tri người Pháp gốc do Thái Notre Dame đặc biệt chính xác ông từ cách đây hơn 400 năm đã lưu lại rất nhiều dự ngôn. Tương truyền, ông đã đưa ra hơn 900 dự ngôn về tương lai. Nhiều phương tiện truyền thông báo cáo rằng hơn 70% dự ngôn của ông đã ứng nghiệm. Nhiều hậu duệ phân tích dự ngôn của ông gần đây đã giải ra một số sự chắc cho năm 2024. Vậy trong nội dung dự ngôn của ông có những điểm tương đồng gì? Nostradamus đã viết về chiến đấu và hải chiến. Trong một bài thơ của ông, đối thủ màu đỏ sẽ tái mặt vì sợ hãi khiến biển lớn hãm nhập vào sợ hãi ông nói nhìn vào các cường quốc hiện nay màu đỏ có lẽ liên tưởng tới đảng cộng sản trung quốc trước đây trung quốc đã nhiều lần thể hiện sức mạnh tàn bạo của mình ở biển đông và các khu vực xung quanh đài loan trong đó đại đa số là thông qua các tàu hải quân của nước này biển lớn ở đây có thể ám chỉ ấn độ dương còn thuật ngữ đối thủ màu đỏ ám chỉ trung quốc chủ nghĩa cộng sản. Trong dự đoán của Parker, ông đã chỉ ra một cách trực tiếp và rõ ràng hơn rằng một cuộc chiến ở eo biển Đài Loan sẽ xảy ra vào tháng 10 năm 2024, trong tương lai sẽ có một giai đoạn rất hỗn loạn. Sự ngôn không phải là một sự thật nhất định sẽ xảy ra, cần phải nhìn nhận một cách hợp lý. Chúng tôi hy vọng sẽ không phát sinh một cuộc chiến tranh mới. Hy vọng các khán giả Đài Loan của chúng tôi sẽ có một năm 2024 bình an, suôn sẻ, không bị xáo trộn bởi chiến tranh. đã Damod cũng đề cập rằng làn sóng dịch bệnh sẽ dẫn đến nạn đói rất nghiêm trọng và giáo hoàng sẽ được thay thế bởi một giáo hoàng mới trẻ hơn, vân vân. Mặc dù những dự ngôn này không chỉ điểm thời gian khi nào sẽ phát sinh vào năm 2024, nhưng nhìn vào tình trạng hỗn loạn và đối đầu hiện nay, hạt giống của sự bùng phát xung đột không biết khi nào sẽ nảy mầm. Nếu những dự ngôn này được chứng minh là chính xác, chúng ta có thể lại gặp phải một năm bất thường. Mặc dù những dự ngôn của Parker luôn bi quan, nhưng có những lúc ông ấy không bi quan, ông nói trong video sau năm 2026, một số sự tình vô cùng tích cực sẽ bắt đầu phát sinh trên thế giới. Nhưng đó vẫn rất là một con đường gập ghềnh. Con đường gập ghềnh là gì? Có lẽ nó đề cập đến 2 năm 2024-2025. Các nhà tiên tri cổ đại và hiện đại đều nhất trí coi hai năm tiếp theo là hai năm then chốt và hung hiểm nhất. Những gì tưởng chừng như trùng hợp, kỳ thực hoàn toàn không là trùng hợp ngẫu nhiên tác dụng cảnh báo đằng sau dự ngôn mới là điều chúng ta nên chú ý nhất chúng ta cần tin rằng vận mệnh của con người là tuân theo sự an bài của những sinh mệnh cao tầng có năng lực siêu việt nhân loại chúng ta thông qua những dự ngôn này sinh mệnh cao tầng muốn cấp cho chúng ta sự khải thị gì có lẽ như cơ đã nói là một nhà thông linh tôi chỉ tuân theo một quy đạo để đưa ra những dự chắc nhưng tương lai có thể vì ý chí của con người mà phát sinh biến hóa nhân loại sẽ xuất hiện một tâm linh mới siêu việt tôn giáo cung cấp cho chúng ta một loại chuẩn tắc đạo đức đòi hỏi sự thức tỉnh của cả thế giới đây là một ân huệ cự đại đẳng sau sự phồn vinh chúng ta sẽ có ý thức của tầng thứ cao hơn những lời tiên tri và dự đoán về tương lai thường được đặt ra để khám phá và tìm hiểu về những khả năng tiềm ẩn và những thử thách có thể xuất hiện. Tuy nhiên, chúng cũng cần được tiếp cận và đánh giá một cách cẩn thận. Không nên tin tưởng mù quáng mà cần phải dựa trên các bằng chứng cụ thể và thông tin đáng tin cậy. Bao giờ đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn, con tìm thấy cha là bài thơ tiên tri nổi tiếng của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Sự việc đã nổi tưởng chừng là điều vô lý, nhưng hiện nay nó đã xuất hiện ở rất nhiều nơi, khiến người khác không khỏi giật mình khi nhớ đến lời tiên tri này. Vậy, cụ thể bài thơ này ám chỉ điều gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Sấm Trạng Trình khi đá nổi xuất hiện nhiều nơi phải chăng lời tiên tri đang dần ứng nghiệm bài thơ tiên tri đầy đủ của trạng trình nguyễn bình khiêm như sau bao giờ đá nổi lông chìm đồng khô hồ cạn con tìm thấy cha mười phần mất bảy còn ba mất hai còn một mới ra thái bình Bài tiên tri này có bốn câu thơ. Nhìn vào ý tứ bề mặt thì có thể thấy câu đầu tiên là chỉ ra mốc thời gian xảy ra kiếp nạn. Lúc đó sẽ có hiện tượng đá nổi, lông chìm báo hiệu. Tiếp theo, câu thứ hai là ý chỉ thiên tai nhân họa và hai câu cuối cùng đề cập đến hậu quả sau tai kiếp, số người sống sót vô cùng ít ỏi. Từ lúc bài thơ được lưu truyền thì không ai biết khi nào thời kỳ đại kiếp nạn này sẽ đến. Bởi vì dị tượng đá nổi, lông chìm là sự việc khó có khả năng xảy ra. Trái với bình thường, cho nên có người lý giải thế này, lý giải thế kia, nhưng rốt cuộc cũng không thể nói rõ ràng. Cho đến khi những năm gần đây hiện tượng đá nổi xuất hiện nhiều nơi ở Việt Nam thì người ta mới giật mình dị tượng đá nổi xuất hiện nhiều nơi. Đầu năm 2021, thông tin về hai hòn đá có thể nổi trên mặt nước ở chùa Sông Rong, Sóc Trăng khiến nhiều người xôn xao. Nhiều báo chí trong nước cũng đưa tin về hiện tượng này. Theo đó, mỗi hòn đá nặng 4,2 kg được đặt trang trọng bên trong ngôi chùa. Theo báo dân trí, khi phóng viên hỏi về thông tin đá nổi trong nước thì người chủ trì chùa đã cho phép việc phóng viên này kiểm chứng kết quả khi nhấn mạnh hai hòn đá xuống tận đáy rồi nhưng vừa buông tay ra thì nó ngay lập tức từ từ nổi lên mặt nước làm đi làm lại mấy lần vẫn vậy hòn đá không thể chìm một trường hợp khác là vào năm 2012, người dân tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phát hiện một viên đá có trọng lượng 16kg trên bờ kinh thuộc phần đất của ông Lê Văn Sách, ngụ ấp Bình Đức. Tuy nhiên, khi đem xuống nước, viên đá lại không chìm mà nổi lên mặt nước. Theo Việt Nam Net, ở Long An, cũng có đá nổi xuất hiện chiều ngày 13 tháng 1 năm 2018, anh Bùi Văn Hòa, nhà ở sát bờ kênh nước mặn, ấp chợ xã Long Hữu Đông, huyện Cân Đức, Long An, phát hiện một tảng đá nổi lềnh bình trên mặt nước, ước chừng nặng khoảng hơn 600 kg. Lý giải khoa học và nghi vấn chưa thể giải đáp. Các nhà khoa học cho rằng loại đá có thể nổi trên mặt nước thông thường là đá bọt thuộc dạng khoáng thạch. Vì có cấu trúc đặc biệt nên nó có khả năng nổi trên mặt nước cụ thể bên trong loại đá này có rất nhiều bong bóng khí giúp giảm khối lượng riêng và tăng sức nổi cho chúng loại đá này được hình thành khi núi lửa phun trào trên mặt đất hoặc dưới nước nham thạch đóng chảy gặp nước liền bị đông cứng lại rất nhanh nên có thể giữ lại nhiều bóng khí bên trong loại bóng khí này có kích thước tương đối lớn và được kết nối với nhau giúp nước không thể ngấm vào bên trong và giữ cho hòn đá không chìm nhưng tại sao trước đây loại đá này không xuất hiện hoặc không được ghi chép lại mà cho đến mấy năm gần đây mới lần lượt xuất hiện thì các chuyên gia chưa có đáp án rõ ràng. Một điều khá trùng hợp là trong lời tiên tri cách đây 400 năm trước của trạng trình thì hiện tượng này chính là dấu hiệu báo trước cho đại tai kiếp sắp xảy ra. Ngày nay tuy không có chiến tranh nhưng cũng không thể gọi là thái bình khi đại dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Thời tiết, thiên tai, nhân họa vô cùng khắc nghiệt, quy mô mỗi lúc mỗi lớn. Thế giới hỗn loạn, đấu đá chính trị liên minh, đạo đức xuống cấp, lòng người băng lạnh khiến cho tình thế càng khó kiểm soát. Lẽ nào phải 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thái bình hay sao? hé mở thánh nhân mang sứ mệnh cứu hộ nhân loại thời mạt kiếp qua các lời tiên tri trong nhiều lời tiên tri lớn trên thế giới từ xưa đến nay đều ghi rõ ràng rằng tương lai khi đến thời tận thế tại phương đông sẽ xuất hiện một vị thánh nhân cứu thế độ nhân sự xuất sinh của ngài sẽ cứu vãn thế giới khôi phục chân lý mở ra một kỷ nguyên mới tươi sáng trong lịch sử thánh nhân trong miêu tả của nucha damos nhiều bài thơ trong cuốn Các Thế Kỷ của nhà tiên tri người Pháp thế kỷ thứ 16, Nucha Damot đều đề cập rằng trong lịch sử sẽ xuất hiện một người phương Đông không giống như người thường. Trong tương lai, Ngài ấy sẽ mang đến những thay đổi cho toàn thế giới. Trong bài thơ số 20 của kỷ thứ hai, Nucha Damot viết, một người phương Đông rời quê hương của mình vượt qua Apenni, một dãy núi ở Italy đến Pháp. Ngài ấy sẽ băng qua bầu trời, đại dương và băng tuyết, sử dụng cây trượng thần của mình để thức tỉnh thế nhân. Trong bài thơ số 75 của kỳ thứ 10, ông viết, Ngài ấy ở lại châu Âu trong một thời gian dài mà không thể trở về. Ngài ấy sẽ còn trở lại châu Á. Từ Henmet, con của thần rớt, trong thần thoại Hy Lạp vĩ đại, Ngài sẽ vượt qua tất cả các vị vương của phương Đông hai bài thơ này đều nói về cùng một người một vị thánh từ phương đông sẽ đi đến phương tây và lưu lại đó một thời gian nhưng sẽ trở lại phương đông trong tương lai hơn nữa vị danh của ngài sẽ vượt qua tất cả các vị vương trong lịch sử phương đông henmet là một sứ giả trong thần thoại hy lạp tay cầm trượng thần có pháp lực cao thâm, có thể tức khắc đánh thức con người thế gian đam mê ngủ. Cũng có nghĩa là vị thánh phương đông này sẽ thông qua sức mạnh của tượng thần để đánh thức thế nhân. Nucha Damod cũng viết trong bài thơ thứ 49 của kỳ ba rằng, Trải qua hơn 500 năm nhưng lại nếu chú ý đến sự tồn tại của vị thánh này thì rất là niềm vinh dự của thời đại đó. Sự chỉ dẫn vĩ đại sẽ diễn ra trong tức khắc những người cùng thế kỷ đó sẽ vô cùng mãn nguyện. Nucha Damot sinh năm 1503 sau công nguyên. Vậy, 500 năm sau mà ông nói chính là thời đại mà chúng ta đang sống, cũng chính là nói nhân loại ở thời đại này không phân biệt Đông Tây, đều sẽ nhận được thẻ thị tâm linh và sự hài lòng vĩ đại từ một vị thánh nhân. Nucha mốt viết trong bài thơ thứ 266 của kỷ ba rằng, các trường phái triết học mới thịnh hành sẽ không xem trọng sinh tử, tiền bạc của cải và danh tiếng. Đế quốc tà ác không thể ngăn được đám đông gieo họ và người hưởng ứng. Ở bài thơ 296 của kỷ ba viết, luật pháp mới điều chỉnh vùng đất mới xung quanh Syria, Do Thái và Palestine. Đế quốc man dợ sắp sụp đổ thế kỷ của mặt trời đang đến. Hai bài thơ này là nói vị thánh phương Đông này dường như dẫn dắt một loại tiến ngưỡng thân thánh nào đó và sẽ đem đến một triết lý mới, từ đó hướng dẫn nhân loại nhận thức lại mới về vũ trụ và bản ngã của con người. Tư tưởng của thánh nhân phương Đông và những triết lý mới sẽ khai sáng ra một nền văn minh mới. Thế kỷ của mặt trời là một biểu tượng có nghĩa là nhân dân sống an cư, lạc nghiệp, nghênh đón một thời đại hoàng kim mới từ các bài thơ khác trong các thế kỷ cho thấy Nuchadamot dùng từ thánh nhân mới, thánh ngôn, thánh tâm, thánh tín để miêu tả về vị thánh phương đông này. Qua cách dùng từ có thể thấy được vị thánh phương đông mà Nuchadamot mô tả vô cùng thần thánh. Thánh nhân qua miêu tả của Ega Kase, nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ. Ega Kase được nhiều người biết đến với tên gọi nhà tiên tri ngủ gật. Ông bắt đầu đưa ra những lời tiên tri vào thế kỷ 20 cho đến khi qua đời. Trong gần nửa thế kỷ, ông đã chữa bệnh và cung cấp các sáng kiến trị bệnh miễn phí cho mọi người. Việc điều trị của ega Kasse đều được thực hiện trong trạng thái đang ngủ. ega Kasse, trong khi ngủ đã có khả năng nhìn thấy các không gian khác, các hình ảnh thời không khác liên tục hiện hiện trước mắt ông. Vì vậy, để thế nhân hiểu được bí ẩn của sinh mệnh và nhân quả luân hồi mở ra cánh cửa xuyên thời gian và không gian. Ega Kase cũng dự đoán nhiều sự kiện trọng đại của thế kỷ 20. Một trong những lời tiên tri về Trung Quốc gây chấn động thế giới vào thời điểm đó là một ngày nào đó Trung Quốc sẽ trở thành cái nôi của Cơ đốc giáo và mọi người ở đó sẽ ứng dụng tư tưởng Cơ đốc giáo vào cuộc sống. Vì vậy, còn có một cách giải thích khác đó là vùng đất Trung Quốc sẽ ra đời một loại tiến ngưỡng mới do đấng cứu thế đem tới. Cách giải thích này thực sự tương ứng với tuyên bố của Kasai. Ông cũng dự đoán đấng cứu thế sẽ trở lại sau khi kết thúc thời kỳ điều chỉnh lại pháp lý của nhân loại. Sau đó, chính nghĩa sẽ luôn tồn tại trên thế gian. Nói cách khác, sau khi kết thúc trận chiến thiện ác, những người hành thiện tích đức được lưu lại sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Thánh nhân qua tiên đoán của Chilisert. Chilisert là nữ tiên tri thiên tài người Mỹ hồi thế kỷ 20. Bà đã giúp những ngôi sao điện ảnh Hollywood của Mỹ, những người nổi tiếng xã hội và các chính trị gia trên khắp thế giới dự đoán về tương lai trong đó bao gồm Tổng thống Franklin Roosevelt của Hoa Kỳ và Thủ tướng Winthin của Anh. Những dự đoán đáng kinh ngạc của Trinister còn bao gồm hy vọng của nhân loại nằm ở phương Đông, từ Đông sang Tây, thần sẽ lại đến. Hậu dệ của loài người được sinh ra ở phương Đông, hy vọng cứu vãn nhân loại nằm ở phía Đông, phương Tây chỉ đại diện cho sự kết thúc mọi thứ. Hiện tại, có vẻ như Hoa Kỳ cũng đang bắt đầu đi xuống. Lister còn nhìn thấy và tiên tri về các nhà lãnh đạo tôn giáo của nhân loại trong tương lai. Bà dự đoán rằng một vị thánh nhân sẽ được sinh ra tại một nơi nào đó ở phương Đông. Ngài sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới này. Dưới giáo lý của ngài, nhân loại sẽ đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Đây sẽ là sự thành lập một thế giới cơ đốc giáo mới. Ngài sẽ truyền bá trí tuệ của thượng đế cho mọi người, dung hợp mọi giáo phái và giáo lý với nhau vào đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ bắt đầu cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của Ngài. Mười năm sau đó, thế giới sẽ có một diện mạo mới và dần dần bước vào cuộc chiến, cuộc chiến chính tà để hóa giải thảm họa và mở ra kỷ nguyên mới. Lễ phục sinh chứa tiên tri về vị thánh nhân Lễ trùng hợp là lễ phục sinh ít sao, một ngày lễ quan trọng ở phương Tây, là một ngày để tưởng nhớ sự phục sinh của Chúa Giêsu. xu cũng là ngày đón mừng thần đến thế gian đại biểu cho ý nghĩa của sinh mệnh mới ra đời và tái sinh. Ngoài ra, lễ phục sinh Israel trong tiếng Anh được phiên dịch là người đến từ phương đông. Do vậy, lễ phục sinh có thể là một lời tiên tri khác do thần sắp đặt. Sự trở lại của vị thần tương lai, lời giải về sự phục sinh của vị thần này sẽ được giải đáp ở phương đông. Một người đến từ phương đông sẽ mang một thế giới tươi đẹp và thịnh vượng như mùa xuân trở lại trái đất. Chúng ta hãy cùng xem những lời tiên tri của Phương Đông nói thế nào nhé. Thánh nhân được tiên đoán trong dự ngôn Phương Đông. Cách am di si lục là cuốn sách tiên tri do học giả Nam Sư cổ truyền lại từ thế kỷ 16 tại Triều Tiên, nay thuộc Hàn Quốc. Khi còn niên thiếu, ông đã đến núi Kim Cương và tình cờ gặp một vị thần nhân. Tương truyền cách am di si lục là do một vị thần nhân ở núi Kim Cương ghi lại từng câu, từng chữ còn năm xưa cổ đặt tên cuốn sách là Cách Am, người xưa gọi là Cách Am Di Lục. Trong dự ngôn Cách Am Di Lục viết, không nghi ngờ gì phương Đông xuất hiện thiên thánh. Nếu người phương Đông không biết thánh thì người phương Tây, Anh, Mỹ sẽ biết đến thánh nhân hơn. Nếu cả phương Đông và phương Tây đều không biết đến thánh nhân này thì chúng sinh làm sao được cứu đây? Kinh Vũ Công trong Phật gia có từ hơn 1.000 năm viết, năm mặt kiếp càng thêm kinh thiên động địa. Thánh nhân Minh Vương sẽ thay đổi trời đất, Thái Thượng Đồng Yên Thần Chú Kinh nằm trong bộ kinh sách Đạo Tạng có viết. Thái Thượng Đạo Quân trong những năm cuối thời Tây Tấn đã ghi lại những lời tiên đoán của Đạo sĩ Kim Đàn tại núi Mã Tích. Nói rõ về sự kết thúc của giai đoạn lịch sử này, khi mặt thế tận kiếp thì Thánh nhân sẽ làm sống lại trời đất trong mã tiền khóa của Sa Cát Lượng cũng tiên đoán thời điểm mà thánh nhân cứu chúng sinh đó là vào tình huống tận cùng nhất của sinh mệnh. Trong bài thứ 12 có nói, ánh sáng hồi sinh chiếu dọi nơi tối tăm, trải qua kiếp nạn to lớn nhân loại tiến vào thời Thái Bình Thịnh Thế. Khi chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh bại hoại nhất thì cũng chính là lúc thánh nhân xuất hiện cải biến mọi thứ tốt đẹp lên trong thôi bối đồ dự ngôn thời nhà đường cũng để lại lời tiên tri về thánh nhân hình thứ 59 có viết một người vì hạnh phúc của thế giới rút thẻ tre từ trong ống đỏ vàng trắng đen không phân biệt đông nam tây bắc đều hòa thuận đoạn niệm miêu tả một thánh nhân mang đến hạnh phúc cho thế giới không phân biệt màu xa mà cứu độ thế nhân đem đến cảnh tượng thế giới đại hồng hòa thuận thịnh thế trong hình thứ 44 có viết Trung Quốc lúc ấy có thánh nhân không phải hào kiệt nhưng có thể thành công. Các nước bốn phương đều dịch tác phẩm của Ngài viết, xưng Ngài là sứ giả từ bầu trời. Cuối cùng, thế giới vượt qua kiếp nạn nghinh đón thịnh thế. Hình thứ 47 viết, người tái tạo càn khôn không phải là vua, cũng không phải là hoàng đế, mà là thánh nhân đến từ nhân gian không phải hoàng gia, cũng không phải quan chức, nhưng thánh nhân hiểu rõ văn hóa truyền thống, lý niệm của Ngài được mọi người tán thành. Trong sách có viết đoạn Hoàng đế Chu Nguyên Trương và Lưu Bá Ôn đối đáp. Hoàng đế vào thời đại mạt thế, ai sẽ truyền? Ôn nói, có thơ làm chứng, không tướng tăng cũng không tướng đạo. Đội mũ long cường nặng bốn lạc, ý muốn nói kiểu tóc của con người hiện đại. Chân Phật không ở trong tự viện, vì ấy là di lặc nguyên giáo đầu nguồn gốc của phật pháp căn bản của tất cả hoàng đế di lặc giáng phàm ở nơi nào ông nói nghe thần nói đây giáo chủ tương lai hạ phàm không vào tể phủ như quang viên không làm thái tử trong hoàng cung không ở tu viện và đạo viện sinh vào nhà của thường dân đem vàng giải khắp yến nam triệu bắc có nghĩa là vị Phật tương lai lúc hạ phẩm sẽ không phải là một thái tử mà sinh ra trong gia đình bá tánh bình thường, đem chính pháp của vũ trụ sáng như vàng ròng lan truyền khắp thế gian. Hôm nay chúng ta đã nói về rất nhiều lời tiên tri từ cổ chí kim, tất cả đều chỉ ra rằng vào lúc nhân loại mạt kiếp mạt thế thì một vị thánh phương Đông sẽ xuất hiện truyền ánh sáng và khải thị dẫn đường cho nhân loại hy vọng kiếp này chúng ta sẽ may mắn gặp được vị thánh này để được cứu độ bước sang một kỷ nguyên mới tươi đẹp